Xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì nhà vườn Ngọc Lâm tiếp tục về một container cây giống nhập khẩu bao gồm rất nhiều cái dòng cây có cái giá trị kinh tế cũng như là cái hương vị rất là thơm ngon. Vậy thì trong cái video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn các loại cây mà đợt này bên mình nhập về các bạn nhé. Tất cả những loại cây này thì đều đã được trồng thử nghiệm tại Việt Nam cho kết quả và năng suất rất là tốt. Đợt này thì bên mình có nhập về rất nhiều cái kích thước chủng loại cây giống khác nhau các bạn ấy. Chỉ riêng về cây giống thôi thì bên mình cũng có nhập về 2 vạn cây rồi. Cái này thì do nhu cầu trồng trong nước khá là cao, các tỉnh ở miền Nam, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi đã trồng được khoảng tầm 2 đến 3 năm, cây nó phát triển rất là tốt. Thì đến sang năm 2021 này, cái lượng nhu cầu trồng khá là nhiều. Chính vì vậy thì đợt này bên mình có nhập về khoảng tầm hơn 2 vạn cây các bạn nhé, đủ các chủng loại kích thước. Đây, cây bên mình sang xe mà chuyển vào trong miền Nam luôn. Đấy, cái giống cherry này thì nó có khả năng chịu nhiệt rất là tốt, rất là hợp với khí hậu của Việt Nam vậy nhé. Còn đây là cái cây trưởng thành bên mình nhập về, cái cây này thì đã có quả rồi, các bạn trồng chỉ khoảng tầm đến cuối năm thì nó sẽ ra hoa cái vụ tiếp theo. Cái dòng cherry Brazil này thì một năm nó ra quả 2 vụ vậy nhé, một vụ thì vào khoảng tầm tháng 2, tháng 3, tháng 4 âm lịch, một vụ tiếp theo thì vào khoảng tầm tháng 8, tháng 9, tháng 10 âm lịch vậy nhé. Cây cherry Brazil nùn thì khi trưởng thành nó có thể đạt tới chiều cao lên tới khoảng tầm 2m đến 2,5m các bạn nhé. Đấy, chính vì vậy khi mà các bạn trồng với cây số lượng lớn thì các bạn có thể trồng cây cách cây khoảng tầm 2,5m đến 3m, hàng cách hàng cũng như vậy các bạn nhé. Còn nếu mà chúng ta trồng ở những cái khu vực ban công hay sân thượng thì chúng ta hoàn toàn có thể giới hạn cái chiều cao theo cái ý muốn của mình được, có thể từ 1,2m đến 1,5m tùy theo cái sở thích cũng như là cái ý muốn của mình. Trong cái quả cherry Brazil thì chứa rất nhiều cái hàm lượng vitamin cũng như là khoáng chất. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng cái quả cherry Brazil nó còn có khả năng ngăn ngừa ung thư. Chính vì vậy thì nó còn được mệnh danh là cái quả kim cương để cho sức khỏe nữa nhé. Cái sức sống và cái khả năng chịu nắng, chịu hạn của chúng rất là tốt. Các bạn thấy là cái bộ rễ của nó phát triển rất là khỏe, còn đâm ra ngoài cái bầu vải rồi. Đấy, tán lá rất là sum suê. Cái này các bạn về trồng thì chỉ việc cắt cái bầu vải ra và các bạn trồng trong chậu hay là trồng ra ngoài đất thì chỉ khoảng tầm 2-3 tháng nữa thì cây sẽ tiếp tục ra quả cái lứa tiếp theo rồi nhé. Cây nào bên mình thì nó cũng đang phát triển rất là tốt. Các bạn mà cần tư vấn về kỹ thuật trồng hay là cần sưu tầm cái cây giống này về trồng ấy, thì có thể liên hệ tới vườn nhà mình, nhà vườn Ngọc Lâm chuyên cây giống ngoại nhập. Số điện thoại hotline Zalo bên mình là 0968720386 các bạn nhé. Cây bên mình thì nhập khẩu trực tiếp từ bên ngoài về, đảm bảo với các bạn là về cái chất lượng cây giống tốt nhất trên thị trường hiện nay các bạn nhé. Quả cherry Brazil khi chín thì nó sẽ chuyển sang cái màu đen nâu như này, quả sẽ mọc từ cái lá mọc ra các bạn nhé, rất là sai quả, cái lá nào cũng có quả các bạn. Với cái màu sắc cũng như cái hương vị mà chúng mang lại thì cái loại quả này đang được rất nhiều người yêu thích. Đấy, đặc biệt thì chúng rất là dễ trồng và chăm sóc thôi, khả năng kháng sâu bệnh rất là tốt, phù hợp với cái điều kiện khí hậu ba miền Việt Nam, đất đồi núi đồng bằng thì đều trồng được. Ngoài cherry Brazil ra thì đợt này bên mình có về cả cái dòng vũ sữa hoàng kim của Đài Loan nữa nhé. Đấy, cây này là cây trưởng thành rồi, nó cao khoảng tầm 1,2m đến 1,5m, các bạn trồng khoảng tầm 6 đến 8 tháng thôi thì cái cây này nó có thể bắt đầu ra quả các bạn nhé. Để nhập khẩu vận chuyển nó mất khoảng tầm 5 đến 7 ngày nên là cây nào cũng phải bọc lưới rất cẩn thận như các bạn nhé. Đấy, cây giống nhập khẩu trực tiếp từ bên Đài Loan của Trung Quốc về. Cây nhập khẩu hiện nay thì chỉ có cái dòng vũ sữa hoàng kim gieo hạt thôi các bạn nhé. Đấy, đảm bảo với bạn về cái chất lượng cây giống chuẩn F1. Cái này các bạn trồng khoảng tầm 6 đến 8 tháng thì cây có thể bắt đầu ra quả bói các bạn nhé. Như cái này bên mình ấy, trồng được khoảng tầm 2 năm, hơn 2 năm một chút thôi. Bạn thấy là hoa quả rất là sai. Cái này hiện tại nó chỉ cao khoảng tầm 2 mét thôi. Tuy nhiên thì nó đã mọc ra rất nhiều cành nhánh rồi. Hoa của cái dòng vũ sữa hoàng kim này thì nó sẽ mọc từ kẽ lá mọc ra các bạn nhé. Như bạn thấy này, rất sai quả. Cái này cũng phải được 15-20 quả rồi. Đấy, chùm này 4-5 quả các bạn nhé. Một quả nó nặng khoảng tầm 500-600g các bạn nhé. Có những quả nó lên tới 800g một quả. Đấy. Khi quả nó chuyển sang màu vàng như thế này là có thể thu hoạch được rồi các bạn nhé. Cái giống vũ sữa hoàng kim này ngoài cái màu sắc rất là bắt mắt ra thì cái độ ngọt nó cũng ngọt hơn cái giống vũ sữa ta trong nước các bạn nhé. Chính vì vậy thì nó có cái giá thành hiện nay cũng rất là cao, lên tới khoảng tầm 70-80 nghìn đồng 1 kg, và năng suất thì nó như cây trưởng thành khoảng tầm 3-4 năm tuổi ấy, một vụ thu hoạch của nó có thể cho thu hoạch được khoảng từ 30-40 kg trái trên một vụ ấy nhé. Nếu mà các bạn chăm sóc tốt ấy, thì một năm nó có thể ra quả 3 vụ trên một năm các bạn nhé.
Cây vũ sữa hoàng kim thì nó có cái khả năng thích nghi với rất nhiều cái điều kiện đất đai khác nhau, đất đồi núi đồng bằng thì đều trồng được hết các bạn nhé. Hiện nay thì ở Việt Nam khu vực trồng cây vũ sữa hoàng kim này nhiều nhất là khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long các bạn nhé. Đấy, hai khu vực trồng với số lượng lớn cây vũ sữa hoàng kim này. Các bạn có thể thấy là các lứa hoa, lứa quả gối tiếp nhau này. Khi cái lứa quả này chín thì những cái lứa hoa khác đã bắt đầu hình thành rồi. Một năm cây có thể ra quả khoảng từ 2 đến 3 vụ một năm vậy đấy, rất là sai hoa sai quả. Nó đang hứa hẹn là một giống cây trồng mới đem lại cái giá trị kinh tế rất là cao cho bà con nhiều vùng miền cả nước. Đấy, với cái bề ngoài rất là bắt mắt như này thì các bạn có thể lựa chọn vừa làm cây ăn quả hay là cây cảnh đều được bạn nhé. Cây trưởng thành của nó thì cái bề rộng tán của nó cũng rất là rộng, nó có thể cao khoảng tầm 3 mét, rộng khoảng tầm 2 mét rưỡi đến 3 mét bạn nhé, rất là sai quả. Vừa làm cây ăn quả vừa làm cây cảnh đều được. Đấy, khi chín thì chuyển sang cái màu vàng tươi như này. Đấy, đây quả ra rất là nhiều. Ruột bên trong của cái quả vũ sữa hoàng kim thì nó chỉ có từ 1 đến 2 hạt thôi các bạn nhé. Đấy, bên trong nó như một cái lớp thạch, ăn rất là thơm ngon. Bên mình thì có rất nhiều cái chủng loại kích thước cây khác nhau bạn nhé. Như cái cây mà mình đang giới thiệu cho bạn đây thì nó cao khoảng tầm 2 mét, 2 mét rưỡi rồi. Bên mình chỉ trồng trong cái bầu vải thôi, nó cao khoảng tầm 40 phân, rộng khoảng tầm 50 phân các bạn nhé. Tuy nhiên các bạn thấy là cây nó vẫn sinh trưởng phát triển rất tốt, cành tán rất là sum suê. Các bạn trồng chỉ khoảng tầm vài tháng nữa thôi thì nó sẽ bắt đầu ra cái lứa hoa tiếp theo các bạn nhé. Rất là sai quả. Đấy, cái bầu vải mình trồng bên trong đấy. Nên là các bạn có thể trồng chậu hay trồng ngoài đất thì cây vẫn phát triển tốt các bạn nhé. Cả ba miền Việt Nam thì đều trồng được cái giống vũ sữa hoàng kim này. Đấy, cành tán rất là sum suê. Còn đây là cái lô cây mà nhỏ hơn một chút, bên mình trồng trong cái cũng trồng trong cái chậu vải đó nhé, thì cái cây này nó đang ra hoa cái lứa tiếp theo rồi. Đấy, các bạn thấy là ra rất là sai hoa nhé. Cái này thì tán nó ít hơn, các bạn cái mình trồng trong cái chậu cái bầu vải nó nhỏ thôi. Về các bạn sang chậu, các bạn trồng trong cái chậu to hơn thì nó sẽ tiếp tục nó ra nhiều cành nhiều nhánh hơn. Đấy, các bạn thấy là hoa ra rất là nhiều. Đây là toàn là những cây mình nhập khẩu trực tiếp từ bên Đài Loan về các bạn nhé, để đảm bảo các bạn về cái chất lượng cây giống tốt nhất trên thị trường hiện nay. Đấy, các bạn là về chỉ được yên tâm chăm sóc thôi. Cần tư vấn gì thêm về các kỹ thuật trồng và chăm sóc thì các bạn cứ liên hệ tới số hotline bên mình nhé. Mình sẽ tư vấn miễn phí cho bạn trong suốt quá trình trồng và chăm sóc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.